Phạm Duy, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 mất ngày 27 tháng 1 năm 2013. Tên khai sinh Phạm Duy Cần là nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc lớn của Việt Nam. Ông được nhiều người đánh giá là nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với lượng sáng tác đồ sộ cũng như đa dạng về thể loại. Trong đó có rất nhiều ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. Nhạc của ông thường sử dụng những yếu tố nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam kết hợp với những kỹ thuật, cấu trúc của nhạc Hàn Lâm Tây Phương tạo nên một phong cách riêng với nhiều tác phẩm lớn có tính đột phá, giàu ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ông cũng là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu, phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt. Ngoài sáng tác và biểu diễn, ông còn có những công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị. Ông từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Ông còn được coi như một nhà văn với bốn tập hồi ký được giới phê bình đánh giá cao về giá trị văn học lẫn giá trị tư liệu. Với hơn 70 năm sự nghiệp trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, ông được coi là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy vậy bên cạnh đó, các quan điểm nhìn nhận về ông cũng khác biệt, chủ yếu là do các vấn đề chính trị. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trong gánh hát Đức Huy với vai trò phó quản lý và ca sĩ hát lưu động, từng tham gia chiến tranh Đông Dương đến năm 1951. Sau đó ông rời khỏi chiến khu rồi vào miền Nam Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Phạm Duy là tên tuổi lớn và đầy ảnh hưởng tại miền Nam Việt Nam với những hoạt động tích cực dành cho cả âm nhạc và chính trị. Và những hoạt động này còn tiếp diễn sau giai đoạn 1975, khi ông di tản sang Hoa Kỳ. Vì lý do chính trị, nhà của ông bị cấm hoàn toàn tại miền Bắc Việt Nam sau 1954 và toàn Việt Nam sau 1975. Năm 2005, sau nhiều lần về thăm quê hương, ông chính thức trở về Việt Nam sống và từ đó, một số ca khúc của ông mới bắt đầu được phép phổ biến lại. Tính cho tới tháng 1 năm 2014, có 244 ca khúc được cấp phép lưu hành, trong số đó có 53 ca khúc ngoại quốc do ông đặt lời Việt, trong số khoảng hơn 2.000 ca khúc do ông sáng tác hoặc viết lời. Tiểu sử Phạm Duy Cẩn sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921, năm tháng 9, nhuận, năm Tân Dậu, tại nhà hộ sinh số 40 Utaku, nay là phố Hàng Cót, Hà Nội trong một gia đình văn nghiệp. Ít lâu sau khi ông ra đời, gia đình ông dọn từ phố Mã Mây xuống phố Hàng Dầu, Rufferland Âu, Hà Nội. Cha ông là Phạm Duy Tốn, thường được coi như là nhà văn xã hội đầu tiên của nền văn học mới đầu thế kỷ 20. Anh của ông là Phạm Duy Khiêm, giáo sư thạc sĩ, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Phá. Lúc nhỏ ông là cậu bé hiếu đồng, tính tình văng mạng, bất cần đời, tuy vậy lại thích diễn kịch, làm trò và mê nhạc. Ông biết dùng guitar, mandolin để chơi nhạc Tây Âu, bên cạnh đó còn tiếp thu các nhạc điệu dân ca miền Bắc hay những bài ca Huế như Nam Ai, Nam Bình, Tứ Đại Cảnh. Ngoài nền văn hóa mang tính nhân bản của Pháp, ông còn được tiếp xúc với văn hóa cổ truyền qua các tác phẩm của cha Phạm Duy Tốn hay cuốn tục ngữ phong giao của người anh họ Nguyễn Văn Ngọc. Về học hành chính quy, Phạm Duy chỉ có 4 năm tiểu học và 1 năm trung học, nhưng những bài học trong sách quốc văn giáo khoa thư, luân lý giáo khoa thư đã in đậm trong tâm hồn ông trước khi bước vào xã hội hình thành cho ông quan niệm về đức độ của con người Việt Nam mà ông nhấn mạnh là con người ở nông thôn, chứ không phải ở thành thị. Ông học vỡ lòng tại trường Hàng Thùng, học tiểu học tại trường Hàng Vôi, trường Amiro Cua Bét, nay là trường Nguyễn Du. Tính ông nghịch ngợm, học không giỏi, thường hay bị phạt. Đến năm 13 tuổi, 1934, vào được lớp nhất, ông mới học giỏi dần, trở thành một trong những học sinh ưu tú của lớp, nhất là môn đọc thơ tiếng Pháp. Năm 1936, sau khi thi trượt vào trường bưởi, ông vào học trường trung học tư thục Thăng Long. thầy dạy ông tại trường có võ nguyên giáp, trần văn tuyên, phan anh, khuất duy tiến. trong các bạn cùng lớp có quang dũng. về học lực ông đứng thứ nhì trong lớp. một năm học trung học giúp ông hấp thụ thêm những cái hay cái đẹp của nền văn chương pháp của victor hugo, andré genier, alfred Bernardin bernardine saint pierre. năm 1937 anh của ông là Phạm Duy Khiêm không cho ông học tại trường Thăng Long nữa mà bắt ông học nghề, vào trường Bách Nghệ, trường Kỹ Nghệ Thực Hành Hà Nội. Trường có hai ngành là gỗ và sắt, ông học ngành sắt, nguội, tiện, rèn. Học chưa hết một niên khóa thì năm 1938 ông bị đuổi học vì đánh nhau, vi phạm kỷ luật. Năm 1938, sau khi nghỉ học, ông xin làm việc ở hiệu sửa radio tại phố Hàng Gai, Hà Nội. Cuối năm 1939 thì đi móng cái làm việc ở nhà máy điện làm thợ rèn rồi coi lò than. Sau 5 tháng bị bệnh nám phổi phải vào nhà thương chữa bệnh. Cuối tháng 5 năm 1940 ông về Hà Nội định đầu quân làm lính thợ sang Pháp nhưng do Pháp bị thua trận nên ý định không thành. Khoảng tháng 6 năm 1940, nghe lời bè bạn, ông theo học dự thính hội họa tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, học thầy Tô Ngọc Vân, cùng lớp với Bùi Xuân Phái, Phan Kế An, Võ Lăng. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra mình không có niềm đam mê thật sự đối với hội họa. Mùa thu năm 1941 ông nghỉ học, về Hưng Yên sống với mẹ, chị tại nhà anh trai Phạm Duy Nhượng, đang làm thầy giáo tại đây. Một người anh họ xa nên là Ninh, làm nghề lục sự tại tòa án, đã đưa ông vào làm thư ký. Sau một thời gian ông bỏ việc về làm con nuôi của tuần phủ Lê Đình Trân, lo việc kèm học cho hai em nhỏ. Sau ông Trân được thăng làm tổng đốc, đi chấn nhậm tỉnh Kiến An, Phạm Duy cũng đi theo. Năm 1943, ông đi trông coi đồn điền của gia đình Tổng đốc Lê Đình Trân tại Yên Thế, Bắc Giang. Một thời gian sau mẹ ông kêu ông về Hà Nội để tham gia gánh hát Đức Huy đang thành lập. Gánh hát biểu diễn ra mắt tại Hải Phòng rồi Nam Tiến, có lúc biểu diễn ở Campuchia. Việc sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều hoàn cảnh sống khác nhau cũng là những chất liệu quan trọng giúp ích cho sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy sau này. Cùng với giai đoạn lang thang vô định này, ông cũng dần nhận ra niềm đam mê âm nhạc của mình. Phạm Duy tự mày mò học nhạc cổ điển, rồi tập sáng tác. Trong cuộc đời của mình, ông chưa từng học chính quy một trường lớp âm nhạc nào. Năm 1944, ông thành ca sĩ hát tân nhạc trong gánh hát cải lương Đức Huy Cha Lót Miều, Ngô Nhật Huy. Thời kỳ hát rong, Phạm Duy được gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn như thi sĩ Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Lê Thương, Lê Xuân Ái, Văn Đông và nhạc sĩ Văn Cao, người sau này trở thành bạn thân thiết trong đời sống lẫn trong âm nhạc. Ngoài việc cùng Văn Cao la cả các chốn ăn chơi thì ông cũng giúp đỡ cho Văn Cao trong việc soạn nhạc, cùng Văn Cao sáng tác tác phẩm Bến Xuân và Suối Mơ. Năm 1942, ông khởi nghiệp sáng tác nhạc với tác phẩm hoàn chỉnh đầu tay là Cô Hái Mơ, phổ tử thơ Nguyễn Bính, trong thời kỳ phong trào tân nhạc bắt đầu nở rộ. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, chiều ngày 10 tháng 3, khi gánh hát Đức Huy đang lưu diễn ở Cà Mau, ông cùng hai người trong gánh hát bị mật thám Pháp bắt vào tù do treo cờ Nhật. Nhưng đến tối thì được binh lính Nhật trả tự do. Giữa năm 1945 Phạm Duy từ giã gánh hát Đức Huy đến ở nhờ nhà một người bạn tại khu Đa Cao, Tân Định, Sài Gòn. Ông sinh sống, đi hát tại Sài Gòn rồi gia nhập thanh niên tiền phong, làm công tác văn nghệ rồi vào đội võ trang tuyên truyền. Tháng 10 năm 1945, sau khi quân Pháp làm chủ Sài Gòn, ông rời Tân Định ra Bắc, về Hà Nội. Đầu năm 1946 ông tham gia một lớp huấn luyện quân sự cấp tốc rồi sau đó được đưa vào miền Nam tham gia kháng chiến. Ông được đưa vào chiến khu Bà Rịa, Vũng Tàu làm công tác thông tin, liên lạc và tiếp vận. Đầu mùa thu năm 1946 ông bị thương nhẹ ở cánh tay và được phép về Bắc. Ông ở Huế một thời gian rồi về Hà Nội khoảng cuối tháng 10 năm 1946. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 toàn quốc kháng chiến. Ngày 20 tháng 12 ông ra Hà Đông làm việc tại Đài Phát thanh Bí mật sau đó tham gia đoàn văn nghệ giải phóng tại Sơn Tây rồi đi phục vụ văn nghệ qua Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai. Ông ở lại Lào Cai, cùng với Văn Cao, Ngọc Bích, làm việc tại phòng trả quán Biên Thùy, một cơ sở tình báo. Sau đó ít lâu ông cùng Ngọc Bích đến Bắc Cạn, qua Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khoảng tháng 10 năm 1947, rồi quay lại Thái Nguyên. Lúc này hai ông làm việc cho Cục Chính trị, là cán bộ văn nghệ với cấp bậc đại quý. Cuối 1947, hai ông từ Thái Nguyên qua Bắc Giang, sau đó tham gia đoàn văn nghệ do Hoàng Cầm thành lập, lưu diễn tại Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn năm 1948. Sau khi không còn là văn nghệ sĩ của cục chính trị thì hai người đi Bắc Giang, Bắc Ninh, Phúc Yên, Sơn Tây về Hà Đông. Sau khoảng hai tháng, nghe lời Trần Văn Dầu, cả hai vào Thanh Hóa để vào Nam. Nhưng tại Thanh Hóa, Phạm Duy tham gia đoàn văn nghệ quân đội liên khu 4, trực thuộc trung đoàn 304, có sự tham gia của Thái Hằng. Sau khi đính hôn với Thái Hằng, Phạm Duy cùng một số nghệ sĩ đi phục vụ thực tế tại Nghệ An, Hà Tĩnh rồi Bình Trị Thiên, đi đường rừng, đồng bằng và quay về bằng đường biển. Về lại Thanh Hóa năm 1949, Phạm Duy cưới Thái Hằng, người chủ trì hôn lễ là tướng Nguyễn Sơn. Sau đó cả hai vợ chồng ra Việt Bắc, đi qua Hòa Bình, Vĩnh Yên, Thái Nguyên Bắc Cạn năm 1950 tham dự Đại hội Văn hóa Toàn quốc. Sau đó Phạm Duy và vợ từ bỏ, thoát ly khỏi các đoàn văn nghệ quân đội và quay về lại Thanh Hóa. Ngày 1 tháng 5 năm 1951 đại gia đình Phạm Duy, Thái Hằng chia làm ba nhóm từ Thanh Hóa Dinh Tê về Hà Nội. Ngày 9 tháng 6 năm 1951 di cư bằng máy bay vào Nam, sinh sống tại Sài Gòn. Cuối năm 1951, bị một số nhạc sĩ ghen tị tố cáo là có quan hệ với Việt Minh ông cùng với Lê Thương và Trần Văn Trạch bị bắt giam ở khám Catinat, Sài Gòn trong 120 ngày. Năm 1953, ông qua Pháp học dự thính 2 năm về âm nhạc. Tại đây, ông chơi thân với Trần Văn Khê, người sau này trở thành giáo sư dân nhạc nổi tiếng. Hai năm sau, ông về Việt Nam thì đất nước đã chia cắt sau Hiệp định Geneva. Từ đó, ông ở miền Nam tiếp tục sáng tác và biểu diễn trong ban hợp ca Thăng Long cùng với Thái Thanh, Hoài Nam, Hoài Bắc ngoài chung tại phòng trà đêm màu hồng. Thời gian này ông cũng có những hoạt động trong ngành sân khấu và thông tin đại chúng như viết nhạc kịch, viết nhạc cho phim và cộng tác với đài phát thanh. Năm 1956, xảy ra vụ ngoại tình giữa ông và ca sĩ Khánh Ngọc là vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Trương và đồng thời cũng là em vợ của Phạm Duy. Vụ việc trở thành một đề tài gây xôn xao trên các báo chí Sài Gòn và cả Hà Nội. Đây là mối tình cấm. Cả gan luôn làm ông buồn giàu khi phải nhắc lại vì đã làm buồn lòng người vợ người em vợ và vì biết rằng những đổ vỡ kia không thể hàn gắn được. Sau vụ tai tiếng trên, ông không còn hợp tác với ban hợp ca Thăng Long nữa. Trong lúc tinh thần suy sụp, ông đi vào mối tình đặc biệt với Alice, con gái của Helen tình nhân cũ của ông. Đây là mối tình giữa hai tâm hồn, không đụng chạm thể xác, được xây dựng trong 10 năm và chính là nguồn cảm hứng lớn để ông viết nên nhiều tác phẩm nhạc tình giá trị, như chỉ chừng đó thôi, thương tình cả gia đình ông chuyển đến căn nhà nhỏ ở cư xá Chu Mạnh Trinh ở ngã tư Phú Nhuận, nơi có nhiều gia đình nghệ sĩ tới ở, như gia đình Nguyễn Mạnh Côn, Nam Châu, Duyên Anh, Hồ Anh, Anh Ngọc, Trần Ngọc, Hoàng Nguyên, Minh Trang, Kim Tước, không còn hợp tác với Ban Thăng Long, Phạm Duy và làm việc ở trung tâm điện ảnh. Thời gian này ông hay lui tới quán chùa, La Pagot, gặp gỡ Vũ Khắc Khoan, Cung Trầm Tưởng, Võ Đức Diên, Mặc Thu, Tạ Tị, Lê Ngộ Châu. Ông được Võ Đức Diên và các bạn bè giúp đỡ đi một chuyến từ Sài Gòn ra vĩ tuyến 17 để hoàn thành nốt trường ca con đường cấy quan. Thập niên 1960, sau khi Việt Nam Cộng Hòa được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, cùng với các bạn nghệ sĩ khác, Phạm Duy được cử đi Philippines, Nhật Bản, Thái Lan để giới thiệu văn nghệ Việt Nam. Và với ít nhiều kinh nghiệm bang giao, ông thường có mặt trong những buổi đón tiếp các phái đoàn văn nghệ nước ngoài như đoàn vũ trống của Hàn Quốc, đoàn Moro Riemann của Mỹ. Nhờ đó, ông có dịp trao đổi tài liệu âm nhạc với các văn nghệ sĩ nước ngoài. Năm 1965, ông tham gia phong trào du ca với Nguyễn Đức Quang, Giang Châu, Ngô Mạnh Thu, đi nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam để phổ biến các ca khúc nói lên thân phận của tuổi trẻ thời đó. Năm 1966, ông được Văn phòng Giáo dục Văn hóa của Bộ Ngoại giao Mỹ mời sang nước này. Tại đây ông được mời tham quan các đài truyền hình, nhạc hội, đến ở trong gia đình nghệ sĩ The Beast Family, Petekbu, Ông được đài Channel 13 với Steve Addis và Bill Cobut mời tham gia chương trình dân ca của Seeger, nhạc sĩ phản chiến số một của Hoa Kỳ. Bốn năm sau ông lại qua Hoa Kỳ lần nữa để làm cố vấn cho Bộ Thông tin Hoa Kỳ để giải độc dư luận Mỹ. Tại đây ông mới biết thêm thông tin về vụ thảm sát Mỹ Lai và phản ứng của ông là ca khúc kể chuyện đi xa. Ông cũng hát nhiều ca khúc phản chiến tại các show truyền hình, sân khấu ở Mỹ. Cuối thập niên 1960 ban nhạc gia đình The Dreamers của các con ông ra đời. Ông cùng ban này đi biểu diễn tại các phòng trà, nhà hàng Sài Gòn. Đây cũng là thời gian băng các xét thịnh hành, giúp ông có được nhiều khoản thu nhập từ tiền tác quyền, trở nên giàu có. Từ 1970 đến 1975, với nhiều diễn biến lớn diễn ra tại Việt Nam, đời sống cũng như công việc của ông cũng có nhiều bất ổn. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Đài phát thanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cho đăng tuyên bố tử hình vóng mặt Phạm Duy và hai người khác vì thái độ chống cộng. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước việc quân Giải phóng miền Nam vào Sài Gòn, Phạm Duy quyết định đưa gia đình di tản ra nước ngoài. Ngày 28 tháng 4, ông và vợ, hai con gái được máy bay của Mỹ đem đi. Trải qua nhiều khó khăn của hành trình di tản, ông và gia đình cũng ổn định, cư ngụ tại thành phố Midway, quận Cam, California, Thời kỳ này ông vẫn tiếp tục sáng tác, biểu diễn và tổ chức cũng như tham gia các đêm nhạc về mình. Năm 1990, ông bắt đầu viết hồi ký khi hoàn tất chia làm bốn cuốn. Năm 1999, vợ ông là bà Thái Hằng qua đời. Sự kiện này khiến ông bị cao huyết áp phải đi nằm bệnh viện một thời gian dài. Sau năm này, ông quyết định thực hiện những chuyến về thăm quê hương sau 25 năm xa cách. Tháng 5 năm 2005, ông chính thức trở về Việt Nam mua nhà sống tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cùng các con trai Duy Quang, Duy Cường. Tháng 7 cùng năm, lần đầu tiên kể từ năm 1975, chín bài hát của ông được cấp phép phổ biến. Thời kỳ này ông vẫn hoạt động âm nhạc, tuy sức khỏe đã có dấu hiệu giảm sút, nhiều bệnh được phát hiện ra. Ngày 27 tháng 1 năm 2013, sau một thời gian nằm viện, ông qua đời. Một tháng sau cái chết của con cả ông là ca sĩ Duy Quang tang lễ của ông được tổ chức tại nhà riêng và ông được an táng tại công viên Nghĩa Trang Bình Dương vào ngày 3 tháng 2 năm 2013. Gia đình Gia đình Phạm Duy có nhiều người trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài người cha Phạm Duy Tốn và anh trai Phạm Duy Khiêm là những nhà văn có tiếng, còn có anh Thứ Phạm Duy Nhượng cũng là nhạc sĩ, tác giả ca khúc tà áo Văn Quân. Một người anh họ của ông là học giả Nguyễn Văn Ngọc, tác giả cuốn tục ngữ phong giao. Học giả Trần Trọng Kim từng nhận ông làm con nuôi. Đến khi lập gia đình, ngoài vợ ông là ca sĩ Thái Hằng, còn có em vợ là danh ca Thái Thanh, anh em vợ là các nhạc sĩ Phạm Đình Trương, Hoài Bắc, nghệ sĩ Phạm Đình Sĩ, ca sĩ Phạm Đình Viêm Tức, Hoài Trung của ban hợp ca Thăng Long. Ông có 8 người con, Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo, Duy Đức, Thái Hạnh và các con ông đều được ông hướng dẫn theo nghiệp nhạc, đều có thành công trong lĩnh vực của mình. Con trai cả là ca sĩ Duy Quang, rồi đến nhạc sĩ hòa âm duy cường con gái là các ca sĩ thái hiền thái thảo ngoài ra có thể kể đến con rể của ông là ca sĩ tuấn ngọc chồng của thái thảo là con trai của nhạc sĩ lữ liên vì thế ông và nhạc sĩ lữ liên là thông gia các cháu vợ của ông như ca sĩ ý lan con gái của thái thanh và mai hương con gái phạm đình sĩ ông từng vướng vào scandal ngoại tình với em dâu là ca sĩ khánh ngọc là vợ của nhạc sĩ phạm đình trương vợ phạm duy là ca sĩ thái hằng chị ruột của Phạm Đình Trương. Điều này đã khiến hôn nhân của Phạm Đình Trương tan vỡ. Dư luận lên tiếng, khán giả căm ghét khiến Khánh Ngọc phải chấm dứt sự nghiệp ca sĩ, xuất ngoại sang Mỹ. Còn Phạm Duy thì mất tinh thần một thời gian, rồi lại đáp trả công luận bằng sự gan lì với bản nhạc tôi còn yêu, tôi cứ yêu. Khi vụ án tình giữa Phạm Duy, Khánh Ngọc xảy ra thì cụm từ ăn chè nhà bè cũng được nhắc đến nhiều để chỉ những cuộc tình vụng trộm. Sự nghiệp Phạm Duy bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với vai trò ca sĩ hát tân nhạc trong gánh hát cải lương Đức Huy, Cha Lót Miều. Gánh hát này đưa ông đi nhiều miền trên đất nước, giúp ông mở mang tầm mắt, ngoài ra khiến ông trở thành một nhân tố quan trọng trong việc phổ biến tân nhạc đến các vùng. Với giọng hát điêu luyện, đậm chất Việt của mình, ông đã đưa tên tuổi các nhạc sĩ như Đặng Thế Phong, Văn Cao đi khắp đất nước Việt Nam. Trong bài báo tài tử Phạm Duy để giới thiệu ca sĩ Phạm Duy, đăng trên tờ Review Radio Indochina số 47, ra ngày Tết Dương Lịch năm 1944, Nguyễn Văn Cổn đã khắc hỏa. Người thiếu niên này với gương mặt gầy ốm, một cặp mắt hiền từ và mơ màng sau cặp kính trắng, với cách cử chỉ khoan thai và nhã nhặn, đó là Phạm Duy. Có lẽ trong tiếng hát của Phạm Duy, chúng ta thấy một cái gì hơi xa xăm, buồn tủi. Phải chăng đời của nghệ sĩ như đầy những sự nhớ nhung, thương tiếc, đợi chờ, mà tiếng hát Phạm Duy là tiếng lòng thồn thức mỗi lần phạm duy lên ca hát tại đài vô tuyến là mỗi lần các thính giả xa gần đều lặng yên để thụ hưởng những sự dịu dàng trong trèo như thanh điệu êm ái bài buồn tàn thu mà phạm duy hát lên có lẽ ai cũng nhận thấy sự cảm động của một tâm hồn mong mỏi người xa xôi đưa cái bài buồn tàn thu tới những tâm hồn mong mỏi nhưng nói về nghệ thuật thì có lẽ phạm duy là một tài tử thứ nhất hát những bài âm nhạc cải cách với một giọng hoàn toàn việt nam có nhiều tài tử cứ tưởng lầm rằng họ ca hát những âm nhạc mới tức là phải có một giọng âu mỹ thật là sai lầm Phạm Duy lại còn là một nghệ sĩ rất có lương tâm nhà nghề trước khi hát, trước khi biểu diễn. Phạm Duy rất chăm chú tập dượt những bài hát. Với giai đoạn này, nhạc sĩ Văn Cao gọi Phạm Duy là kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi khắp trốn. Ông từng hát riêng cho vua Bảo Đại nghe trong một chuyến lưu diễn ở Phan Giang. Khi đã theo kháng chiến, với cây đàn guitar, Phạm Duy tiếp tục đem giọng hát của mình phục vụ anh em chiến sĩ, mà theo tạ tị, tiếng hát Phạm Duy lúc này mang một âm hưởng khác, một nội dung khác, ở đó, duy không còn là kẻ đứng ngoài hát cho người khác nghe mà nó chính là tiếng thép oai hùng của một thế hệ thanh niên đã ý thức được vai trò của mình trong lịch sử thời gian khi đã vào nghề sáng tác phạm duy cũng duy trì công việc ca hát của mình một cách không đều đặn tiếng hát của ông từng được phát trên các đài truyền thanh truyền hình lớn trên nam việt cũng như thế giới ông đi hát rong cùng james pete Seeger trong các chương trình giao lưu văn hóa việt mỹ hay các chương trình nhạc phản chiến phong trào du ca bên cạnh đó phạm duy còn tự thâu âm những băng nhạc tục ca tâm ca vỉa hè ca ngục ca và trong giai đoạn đầu lưu vong ở hải ngoại là hát rong trong nhóm nhạc gia đình phạm duy cùng với thái hằng thái hiền sáng tác tuy là ca sĩ có được nhiều thành công đặc biệt nhưng sự nghiệp chính và quan trọng nhất của phạm duy là sáng tác bắt đầu từ ca khúc cô hái mơ nếu không tính các ca khúc nghịch ngợm truyền miệng hay các ca khúc đặt lời cho nhạc ngoại quốc từ thuở thiếu niên từ thuở thiếu niên từ thuở thiếu niên Ca khúc đầu tay của Phạm Duy là Cô Hái Mơ, một ca khúc phổ tử thơ Nguyễn Bính. Tới năm 1944, ông cho ra đời bài Gươm Tráng Sĩ, một ca khúc gắn với sự tích Hồ Hoàn Kiếm và là ca khúc đầu tiên được ông viết cả lời lẫn nhạc. Thời kháng chiến Nam Bộ, 1945-1946, ông chơi thân với Văn Cao, ngoài việc cùng ra vào chốn ăn chơi, ông và Văn Cao còn giúp nhau trong phương diện sáng tác. Ông cùng Văn Cao cũng cùng nhau làm những ca khúc như Biến Xuân suối mơ. Thời gian đầu của sự nghiệp, ở trong vùng kháng chiến, ông sáng tác nhiều ở thể loại hùng ca, gươm tráng sĩ, chinh phụ ca, thu chiến trường, chiến sĩ vô danh, nợ xương máu. Bên cạnh đó là những bài nhạc tình lãng mạn đầu tay, cô hái mơ, cây đàn bỏ quên, khối tình trương chi, tình kỹ nữ, tiếng bước trên đường khuya. Năm 1947, Phạm Duy bắt đầu sáng tác nhạc mang âm hưởng dân ca, mà theo ông, tôi nghĩ rằng tôi là người Việt Nam, nếu tôi muốn được gọi là một nhạc sĩ Việt Nam, thì tôi phải làm nhạc dân ca. Đó là chuyện rất giản dị. Tôi phải khởi sự sáng tác của tôi bằng những bản nhạc mang tinh thần Việt Nam và với chất liệu của Việt Nam nữa. Từ đó cho ra đời thể loại mà ông gọi là dân ca mới. Nhớ người thương binh, 1947, dặn dò, du con, mùa đông chiến sĩ, nhớ người ra đi, người lính bên tề, tiếng hát sông lô, nương chiều. Những bài này được ông sáng tác dựa trên hai tiêu chí nét nhạc vẫn dùng âm giai ngũ cung cố hữu nhưng áp dụng nhạc thuật truyền hệ làm cho giai điệu không nằm chết trong một ngũ cung nào đó như trong dân ca cổ mà chạy dài trên nhiều hệ thống ngũ cung khác nhau lời ca tuy nằm trong thể thơ lục bát nhưng có nhiều khi được biến thể do đó tiết điệu cũng theo âm tiết của lời ca mà trở nên phong phú hơn về nội dung nhạc phạm duy ở giai đoạn kháng chiến chủ yếu là những bài nhạc hùng nhạc vui thường mang tính chất lạc quan gánh lúa đường ra biên ải hay ca ngợi kháng chiến, ca ngợi công lao của Hồ Chí Minh như bên ni bên tê, ngọn trào quay súng, đường về quê. Từ năm 1948, ông bắt đầu khai thác thêm đề tài về sự gian khổ của cuộc kháng chiến. Đề tài này là chủ đề chính trong những ca khúc Bao giờ anh lấy được đồn Tây, sau đổi thành quê nghèo, bà mẹ Do Linh, về miền Trung, 12 lời du, mang những câu chuyện, hình ảnh của chốn thôn quê và nỗi gian khổ của người dân quê trong thời chiến tranh. Những bài hát này tuy được quần chúng yêu thích và phổ biến rộng rãi, nhưng do nói về sự bi, sự khổ và có chất lãng mạn tiểu tư sản mà Phạm Duy bắt đầu bị sự chỉ trích của cấp trên thời kháng chiến. Sau nhiều lần bị khiển trách, ông quyết định rời chiến khu về thành phố. Trong hai năm sửa soạn về thành rồi về Sài Gòn định cư, 1951-1952, ông không sáng tác gì ngoài việc phổ câu ca dao thành bài dân ca là nụ tầm xuân và phổ bài thơ tiếng sáo thiên thai của thế lữ thành một bản tango để đáp ứng nhu cầu hát đôi của chị em Thái Thanh, Thái Hằng. Năm 1952, Tình Hoài Hương ra đời tại Sài Gòn, khởi xướng cho khuynh hướng sáng tác tình ca quê hương. Sau khi nói lên vinh quang và nhọc nhằn của dân tộc với nhà kháng chiến, bây giờ tôi đi vào tình tự quê hương. Ca khúc tiếp theo là Tình Ca. Hai bài này được nhân dân yêu thích và nằm trong những tác phẩm tiêu biểu nhất nói về quê hương. Phạm Duy tiếp nối thể loại tình ca quê hương bằng một thể loại mà ông gọi là tình tự dân tộc bắt đầu từ năm 1954 với bộ ba bà mẹ quê, em bé quê, vợ chồng quê, được xây dựng bằng nhạc thuật dân ca trước đây. Những bài này phổ biến tại miền Nam và theo Phạm Duy, nó được các lớp nhạc sĩ trẻ như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh tức Nhật Trường, hưởng ứng để soạn ra những bài mà họ gọi là dân ca Mambo Bolero. Giai đoạn này ông vẫn tiếp tục với các bài dân ca mới, đố ai. Nụ tầm xuân, ngày trở về, người về, tình nghèo. Bên cạnh đó là thuyền viễn xứ, viễn du. Hẹn hò nói về sự chia lìa quê hương. Chia lìa đôi lứa trong những ngày đất nước Việt Nam sắp sửa chia đôi bởi Hiệp định Geneva. Ngoài ra còn có những ca khúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên, xuân ca, dạ lai hương, xuân thì. Từ sau Hiệp định Geneva cho đến năm 1975, do hoàn cảnh chính trị, sự nghiệp của Phạm Duy chủ yếu phát triển ở miền Nam Việt Nam. Đây là giai đoạn rực rỡ, quan trọng và có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của ông với sự đi sâu vào các chủ đề tình cảm, tâm tư, bên cạnh đó là các đề tài mới mẻ cũng như những ca khúc có vấn vương tới chính trị. Trong thời gian du học Pháp 1952-1954, ông thai ngén bản trường ca đầu tiên của mình với ý phản đối chi đôi đất nước. Sau khi du học, ông về Việt Nam tiếp tục sáng tác, ngoài một số bài mang âm hưởng dân ca ông tiếp tục đi sâu vào nhạc tình yêu đôi lứa, qua nhiều cung bậc hạnh phúc, đau khổ, nhớ thương, đừng xa nhau. Ngày đó chúng mình, tìm nhau, thương tình ca, kiếp nào có yêu nhau, mưa rơi, đường em đi, còn gì nữa đâu. Và từ đó đi sâu hơn vào việc khai thác những trạng thái tâm tưởng, với những bài hát nói về tình yêu, sự đau khổ, cái chết, ba điều quan trọng nhất lúc đó của ông. Những ca khúc quan trọng của giai đoạn này có thể kể đến nước mắt rơi, đường chiều lá rụng, Tạ ơn đời, một bàn tay. Trong thời kỳ đất nước đã chia đôi, Phạm Duy không tránh khỏi chịu ảnh hưởng từ các vấn đề chính trị. Năm 1956, ông soạn bài chào mừng Việt Nam để ca ngợi chế độ mới, ông gọi việc làm này là vì bổn phận công dân. Sau đó bắt đầu những tác phẩm phục vụ cho vụ văn hóa như ca kịch Chim lồng, 1955, nội dung ca ngợi tự do và lên án sự ràng buộc, ám chỉ sự khác nhau của hai chế độ đang tồn tại trên đất nước Việt Nam. Thời kỳ này, ngoài những khúc tình ca hay những ca khúc chính trị, ông còn tạo ra các chùm 10 ca khúc mang những chủ đề độc đáo về tâm linh, tâm tưởng như đạo ca, tâm ca, về xã hội như tục ca, vỉa hè ca, tâm phấn ca, về tuổi thơ như bé ca. Đa phần nhận được sự đón nhận của công chúng, tuy nhiên, cũng có những thể loại gây nhiều tranh cãi vì dùng ngôn ngữ quá bình dân như vỉa hè ca hay dung tục, như tục ca. Năm 1963, ông khởi sự sáng tác bản trường ca mẹ Việt Nam, đây là trường ca thứ hai sau con đường cái quan hoàn tất trước đó vài năm. Đây được coi như hai tác phẩm lớn và thành công không chỉ trong tác phẩm của ông mà còn trong nền âm nhạc Việt. Năm 1973, lúc phong trào nhạc trẻ lên cao, ông cùng với ca sĩ Thanh Lan và nhạc sĩ Ngọc Tránh đi dự đại hội âm nhạc quốc tế tại Tokyo, Nhật. Bản tuổi biết buồn của ông được lọt vào vòng chung kết thập niên 1970 với sự tham gia văn nghệ của các con Duy Quang. Thái Hiền ông có thêm những tình ca nhẹ nhàng lãng mạn thích hợp với tuổi thanh niên sinh viên như trả lại em yêu con đường tình ta đi thả như giọt mưa ngoài việc tự sáng tác nhạc và lời ông cũng không quên phổ thơ người khác thành những tác phẩm được đông đảo người yêu mến như những bài ngày xưa hoàng thị đưa em tìm động hoa vàng tập nhạc đạo ca phổ thơ phạm thiên thư thả như giọt mưa cô bắc kỳ nho nhỏ em hiền như mạt Sơ, phổ thơ nguyễn tất nhiên tiễn em mùa thu paris phổ thơ cung trầm tưởng và bên cạnh đó, ông còn đặt lời Việt cho những ca khúc nước ngoài. Đó là những bài nhạc mới của phong trào nhạc trẻ, hay những bản nhạc xưa hơn, và cả nhạc bán cổ điển. Nhiều ca khúc do ông đặt lời được coi là thành công như giả dạ khúc Stenchen của Schubert, Mơ Mòng, Dreaming của Schumann, Khi xưa ta bé, Băng Bang. Một thể loại cũng mang lại thành công cho ông trong giai đoạn chiến tranh nước Việt. Đó là những ca khúc nói về tâm tư của người dân, người lính trong cuộc chiến tranh Việt Nam như kỳ vật cho em khi tôi về tình khúc trên chiến trường tồi tệ những ca khúc mang tính phản chiến như giọt mưa trên lá chuyện hai người lính thầm gọi tên nhau tưởng như còn người yêu ông cũng tham gia phong trào du ca việt nam với nhiều ca khúc nổi bật như việt nam việt nam trả lại tôi tuổi trẻ du ca mùa xuân và xuất bản với phong trào này tập nhạc hoan ca bao gồm các thể loại bình ca nữ ca đồng giao phạm duy cũng là người ủng hộ và tham gia phong trào nhạc trẻ khởi đầu với việc soạn lời Việt cho các ca khúc tiếng ngoại quốc. Thời kỳ ly hương Năm 1975, ông Nguyễn Đắc Xuân là người từng được trưởng ban văn hóa văn nghệ tố hữu giao vào Sài Gòn để mời ông Phạm Duy ở lại sáng tác. Nhưng nhạc sĩ đã rời đi trước khi ông Xuân tới nơi. Phạm Duy rời Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 1975 bằng cách ra biển theo tàu hải quân Mỹ. Trong 30 năm xa quê hương, sự nghiệp âm nhạc của ông vẫn tiếp tục phát triển qua nhiều đề tài, thể loại mới tuy rằng lúc này nhạc của ông bị cấm ở Việt Nam, chỉ phổ biến trong cộng đồng ở hải ngoại. Giai đoạn đầu, có một thời gian ông cùng các con và ca sĩ Khánh Ly đi hát tại các trại tam cư cho người Việt lưu vong. Ông cũng cho in sang các băng nhạc, soạn sách dạy nhạc để kiếm tiền. Sau khi đủ vốn liếng và tự tin, ông rủ Steve Eddis, Bill Cropwood, James Dust đi hát rong tại các quán cà phê, trường đại học, câu lạc bộ ở các thành phố Mỹ. Sau đó ông thành lập gánh hát gia đình Phạm Duy, bắt đầu mở các chương trình ca nhạc cũng như nhận lời mời đi diễn tại các sự kiện âm nhạc. Phạm Duy cũng bắt đầu giai đoạn sáng tác mới của mình từ những ngày đầu ở Mỹ. Tác phẩm gần như xuyên suốt thời kỳ này là tổ khúc Bảy chim bỏ xứ, thai nghén từ năm 1975 và hoàn tất năm 1990, gồm 18 khúc nhạc dài ngắn, ẩn dụ về hình ảnh của những người Việt phải rời bỏ đất nước và hy vọng vào tương lai đoàn tụ, qua hành trình ra đi và trở về của đàn chim khi trả lời phỏng vấn về vấn đề tị nạn đông dương ông nói tôi sinh ra để hát về nước tôi nước tôi đâu rồi những sáng tác của phạm duy trong thời kỳ đầu ở hải ngoại có thể chia làm hai đề tài chính nói về hành trình lưu vong ở hải ngoại của người việt với tị nạn ca gồm những ca khúc viết về tình cảnh tâm trạng của người việt lưu vong nguyên vẹn hình hài ta trốn cộng hay ta chống cộng có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh hát trên đường tạm dung người việt cao quý ta là gió muôn phương, dấu chân trên tuyết, quê hương còn đó. Để tải thuyền nhân, hát trên đường vượt biển, tâm tư nguyện vọng của người xa xứ, lấp biển vã trời, ở bên nhà em không còn đứng đợi chờ anh. Lời người thiếu phụ Việt Nam, giải thoát cho em, trả lại chồng tôi, như là lòng tôi. Về sự mất tự do ở trong nước, với ngục ca, phổ từ tập thơ hoa địa ngục của Nguyễn Trí Thiện, hát cho người ở lại, giấc mơ khủng khiếp, hoa địa ngục, từ vượn lên người từ người xuống vượn, Đảng đẩy tôi, ngày 19 tháng 5, Sư Lý Bạch, những thiếu nhi điển hình chế độ, có nội dung đả kích, lên án mạnh mẽ chính phủ nước Việt Nam. Năm 1982, theo lời kể của ông, đã có một sự kiện làm cho tâm hồn tôi lắng xuống và khiến ông dừng sáng tác các bài hát đả kích nhà nước Việt Nam. Đó là việc được đọc tập thơ truyền tay của thi sĩ Hoàng Cầm từ Việt Nam. Từ đó ông cho ra đời Hoàng Cầm ca gồm những bài phổ từ thơ Hoàng Cầm. Hoàng Cầm Ca cũng nhen nhóm một giai đoạn mới trong nhạc của ông ở hải ngoại. Đó là việc ông từ bỏ dần những ca khúc mang tính chất đau thương viễn xứ hay đả kích chế độ chính trị tại Việt Nam, chuyển sang sáng tác những bản tình ca. Đến năm 1988, việc chiến tranh lạnh kết thúc và vì cuộc di cư của người Việt Nam đã tới một giai đoạn mới. Phạm Duy bèn tính tới việc sáng tác nhạc cho năm 2000, chọn đề tài này. Tôi không còn chạy theo cái nhất thời mà đi tìm cái vĩnh cửu dù rằng trước đây những xu hướng trở về nội tâm cũng đã ló ra trong những bài hát soạn cho ngoại vật. Từ nay trở đi, đối với tôi, có lẽ tôi phải bỏ quên các loại nhạc tình cảm và nhạc xã hội để đi tới nhạc tâm linh. Thời kỳ này có các tác phẩm chính, Trường ca Hàn Mặc Tử, cuối năm 1993, là loại nhạc siêu thực phổ từ những bài thơ của Hàn Mặc Tử. Thiền ca, với phụ đề hát trên đường về ra đời để hy vọng mọi người Việt Nam trở về với ba đạo gốc. Và rong ca, gồm 10 bài, là cuộc thong dòng đi trên con đường dẫn tới những năm 2000, với những tâm sự của người tình giả, người tình giả trên đầu non, với ý nguyện hóa giải quá khứ, ngụ ngôn mùa xuân, chôn chặt quá khứ trong một phần thế kỷ, hứa hẹn trở về trong hẹn em năm 2000, đặt những vấn đề cho thế kỷ mới, mẹ năm 2000, và cái nhìn lạc quan hơn vào đời sống, nắng chiều rực rỡ. Theo Phạm Duy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là người giúp ông phổ biến dòng ca tại Việt Nam qua một băng cassette sách tay. Ngoài những đề tài chính trên, Phạm Duy cũng không quên soạn những bản nhạc về tình yêu đôi lứa như nghìn năm vẫn chưa quên. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Ông cũng bắt đầu soạn hương ca và minh họa kiều. Những tác phẩm sẽ được hoàn thành sau khi ông trở về Việt Nam. Cũng trong năm 1988, ông cùng con trai Phạm Duy Cường thành lập PDC Musical Productions, trở thành người đầu tiên đưa nhạc Việt vào đĩa Compact Disc. Sau nhiều lần về thăm quê hương, Phạm Duy chính thức trở về định cư tại Việt Nam ngày 17 tháng 5 năm 2005 với sự cho phép của chính phủ Việt Nam. Sự kiện này được truyền thông trong nước lẫn hải ngoại quan tâm đặc biệt. Báo chí Việt Nam nhận xét đó là nhịp cầu nối quê hương với người Việt xa xứ, niềm vui thống nhất lòng người. Còn Phạm Duy nói cuộc trở về này là lá dụng về cội. Bên cạnh đó, sự kiện này còn gặp phải sự phản đối của một số người Việt hải ngoại vì họ cho rằng ông đã về phe cộng sản. Ông Nguyễn Đắc Xuân từng chất vấn Phạm Duy về những quyết định của ông trong quá khứ. Hồi năm 1996, hàng đêm ông Xuân liên hệ qua điện thoại thì có lần ông đã hỏi là anh Phạm Duy có khi nào anh nghĩ rằng anh có tội với đất nước không. Phạm Duy trả lời: Có chứ, mình cũng có chứ nhưng do hoàn cảnh. Mình biết chứ và bây giờ mình cũng phải làm cái gì đó để bù đắp lại cái tội đó của mình. Đứng trên thế của người kháng chiến mình là có tội. Phạm Duy cảm thấy khủng khiếp khi nhìn vào thực tế của những nhạc sĩ hải ngoại khác như Phạm Đình Trương, Lam Phương, Hoàng Thi Thơ, cho đến khi họ chết người ta cũng đọc điếu văn đầy hận thù, do đó ông thấy cần phải về Việt Nam. Phạm Duy cũng chia sẻ rằng nhạc sĩ ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ. Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam và hãng phim Phương Nam cũng nhân dịp này đã đứng ra mua bản quyền toàn bộ nhà phẩm của Phạm Duy trong vòng 10 năm với giá hơn 400.000 đô la. Năm 2006 phạm duy cùng hãng phim phương nam tổ chức đêm nhạc mang tên ngày trở về tại nhà hát hòa bình thành phố hồ chí minh ông được mời làm người dẫn chương trình dẫn dắt và kể chuyện suốt live show đêm nhạc tổ chức quy mô hoành tráng được công chúng đón nhận nhiệt liệt một số nhân vật đã phản đối sự đón nhận này trong đó có nhà báo nguyễn lưu với bài không thể tung hô đăng trên báo đầu tư tuy nhiên bài viết của nguyễn lưu vấp phải sự phản đối của nhiều độc giả bị cho là mắc nhiều sai lầm ngây ngô và những lỗ hổng kiến thức chết người Hãng phim phương Nam cũng phản hồi bài viết này bằng một bài báo, trong đó nội dung phần lớn để cải chính những kiến thức sai lầm trong bài của Nguyễn Lưu. Sau đó báo đầu tư đã thông báo chấm dứt tranh luận về vấn đề này. Nhiều đêm nhạc phạm duy khác với quy mô lớn tiếp tục diễn ra. Con đường tình ta đi, ngày 12 tháng 11 năm 2009, mơ giấc mộng dài, tháng 7 năm 2010, tại nhà hát Hòa Bình tổ chức bởi hãng phim phương Nam, những đêm giới thiệu Minh Hoàng Kiều tại miền Bắc tháng 3 năm 2009, đêm ngày trở về đã tổ chức thành công ở nhà hát lớn, Hà Nội, nơi ông sinh ra. Xong buổi diễn, tôi mới thực sự là người về hưu, ông phát biểu. Ngày 18 tháng 8 năm 2011, Ban liên lạc họ Phạm tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn họ Phạm Phương Nam tổ chức đêm nhạc họ Phạm với chủ đề Mọi trái tim một tấm lòng cũng mời ông và nhạc sĩ Phạm Tuyên tới dự. Năm 2013, ông qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn điện ảnh, nhà phê bình phim. Năm 1956, xảy ra vụ ngoại tình giữa ông và ca sĩ Khánh Ngọc là vợ của em vợ ông là nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Vụ việc trở thành một đề tài gây xôn xao trên các báo chí Sài Gòn và cả Hà Nội. Đây là mối tình cấm. Cả gan luôn làm ông buồn giàu khi phải nhắc lại vì đã làm buồn lòng người vợ, người em vợ và vì biết rằng những đổ vỡ kia không thể hàn gắn được. Trong cuốn hồi ký Phạm Duy, tập 3, ông viết sự buông thả không kiềm chế trong sáng tác cũng như trong đời sống hàng ngày đẩy tôi vào một cuộc tình đáng lẽ tôi nên tránh thành thực mà nói tôi muốn tránh cũng không được vì nhu cầu của công tác điện ảnh tôi sống quá gần gũi với người vợ của em vợ đôi khi còn phải sống chung ở hồng kông hay manila để hoàn tất cuốn phim sau vụ tai tiếng tình ái nói trên và bị chỉ trích nặng nề phạm duy dừng hợp tác với ba nhạc hợp ca thăng long và chuyển sang làm việc ở trung tâm điện ảnh Phạm Duy làm đạo diễn bộ phim Hai người mẹ theo lời mời của ông Đỗ Bá Thế, giám đốc Đông Phương phim. Đến nay không ai biết bộ phim Hai người mẹ thành công đến đâu và Phạm Duy có tiếp tục đạo diễn bộ phim nào nữa không. Ngoài ra, ông còn là cây bút phê bình điện ảnh. Sau vài năm du học ở Pháp và xem nhiều bộ phim xuất sắc của điện ảnh thế giới ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Sài Gòn, Phạm Duy lựa chọn hầu hết những tác phẩm lớn đã ra đời trước đó nhiều năm để viết bài bình như kẻ cắp xe đạp, đạo diễn Vittorio Jessica, công dân Can xô nhau đi tìm vàng. Charlie Chaplin, bác sĩ Caligari, đạo diễn Robert Win ảo mộng lớn, đạo diễn Jean Renoir. Nhạc Phạm Duy từng phổ biến rộng rãi khắp đất nước Việt Nam từ năm 1942-1954 và được sự đón nhận lớn của quần chúng và cả chính quyền Việt Nam. Nhưng từ khi ông tỏ ra bất phục với chính quyền cách mạng và rời bỏ cuộc kháng chiến chống Pháp, đã có nhiều nhìn nhận khắt khe về ông dẫn đến việc cấm hát, cấm nói về Phạm Duy nhạc Phạm Duy từ sau năm 1954 tại miền Bắc và việc ông vượt biên sang Mỹ đã khiến nhà nước Việt Nam đưa ông vào danh sách hai người bị cấm toàn bộ về nhân thân trên toàn nước Việt Nam từ sau 1975. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1975, một bản tin trên đài phát thanh Giải phóng tuyên bố tử hình vóng mặt ba người trong đó có Phạm Duy. Theo hồi ký của Phạm Duy thì lệnh cấm nhạc của ông bắt đầu từ bài bên cầu biên giới, ra đời năm 1947, bài này bị chỉ trích là có thứ tình cảm ủy mị buồn bã, làm nản lòng chiến sĩ sau khi được nguyễn xuân khoát thông báo lệnh cấm phạm duy rời bỏ cách mạng về miền nam ban đầu tại các diễn đàn văn nghệ còn có những cuộc bàn cãi về việc cho hay không cho hát nhạc phạm duy nhưng sau khi phạm duy rời bỏ kháng chiến khu thì dứt khoát cấm hoàn toàn từ đó nhạc phạm duy bị liệt vào danh sách cấm tên tuổi của ông bị đem ra phê phán ông cũng bị nghi ngờ có liên hệ với tình báo mỹ cia nhạc sĩ đỗ nhuận là người hưởng ứng nhiệt tình việc này ông đặc biệt tỏ ra coi thường âm nhạc của Phạm Duy. Trong các bài viết năm 1958 và 1969, Đỗ Nhuận gọi việc sinh viên miền Bắc phổ biến bài tìm nhau của Phạm Duy là giải tuyên truyền, Đỗ Nhuận gọi bài hát đó là dâm ổ. Tại Việt Nam từ 1975 đến 2005, sau ngày thống nhất đất nước, Trần Văn Khê từ Pháp có về hỏi Tố Hữu về vụ Phạm Duy, Tố Hữu nói, bỏ khúc giữa, lấy khúc đầu và khúc đuôi nghĩa là vẫn nên phổ biến nhạc Phạm Duy sau khi bỏ hết những bài sáng tác thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng rồi nhạc nhạc Phạm Duy vẫn bị cấm trên cả nước, bàn luận về tác phẩm của Phạm Duy cũng bị cấm. Ông cùng với Hoàng Thi Thơ là hai nhạc sĩ đặc biệt nhất bị cấm về nhân thân. Từ sau 2005, Phạm Duy trở về Việt Nam và các nhạc phẩm của ông được phổ biến lại dần từng đợt một dưới hình thức cấp phép lưu hành. Tính cho tới khi ông mất, chỉ khoảng 100 ca khúc, tức một phần mười lượng sáng tác được nhà nước cho phép phổ biến điều này khiến những người yêu nhạc của ông cảm thấy tiếc nuối cho một nghệ sĩ tài năng nhưng liên đới nhiều đến chính trị ông từng đích thân gửi thư cho chủ tịch trương tấn sang sau khi gặp vợ chồng chủ tịch nước ở hà nội trong chương trình xuân quê hương với nội dung mong muốn tất cả các tác phẩm âm nhạc của phạm duy từ thời tiền kháng chiến đến nay được cho phép biểu diễn trên quê hương trừ các tác phẩm chính quyền thấy không phù hợp phổ biến nhạc phạm duy cũng là điều được nhiều nhân vật ở nhiều giới lên tiếng ủng hộ trong đó có sử gia dương trung quốc ca sĩ ánh tuyết nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, giáo sư tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê, âm nhạc Trần Văn Khê, âm nhạc Trần Văn Khê.